Đây là đua xe địa hình. Giấy đua xe địa hình. Đại ngàn tự nhiên này. Đây là cái trận trận chơi trận suối đó. Trận một suối. Giấy đua xe ô tô địa hình. Đại ngàn. Đây. Một con xe. Phía dưới suối là vực giấy suối ha. Suối rồi thôi. Rất là nhọc. Ra đây. Sao không tham gia, phải tham gia vui vui chứ. Đây có nhiều cảnh hả? Hai chị em mình đứng lên để cho cái nó quả cái. Đánh hàng muốn luôn. Cái giờ mới đi đây à? Lâu quá. Quay làm gì cái những cái xe này? À, mà đây là thằng Trung của chúng ta. Quý vị bắt. Đúng rồi, anh Trung. Chưa kịp đua mà đã mệt rồi. Bắt tay nát hết rồi. À. Đi qua bên này luôn nè chú. Chiếu xe nó chạy lên đường này. Chính là chạy đường này rồi. Ok. Đây là cái vị trí xuất phát á của xe bán tải á. Đây là chặn xe bán tải. Rồi ok. Đây nè, xe lên. Đây dãy này ở dưới kia là suối đó, suối là xe chạy vượt suối hả? Ở phía dưới kia là xe địa hình chạy vượt suối, ở trên này là xe bán tải. Quá nắng. Coi đồ thay chưa? Nhắn tin cho ảnh đi.
xong rồi chưa báo vậy anh. Còn nếu mà vẫn không xa nhà không có khách thì chạy mặn đâu rồi tư.